Bị cáo buộc tàu chiến Nga cố ý lừa tàu khu trục Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, bị cáo buộc Nga cố ý phát đi sai tín hiệu hải quân và can thiệp vào tàu sân bay của Mỹ trên địa Trung Hải. Đây là cáo buộc mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai bên về sự cố trong tháng qua khiến hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Đại úy Danny Hernandez, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ nói rằng tàu chiến Nga Nestrashimi FF777 đã tiến hành diễn tập hàng hải không chuyên nghiệp và không an toàn, có thể dẫn tới tính toán sai lầm bị thương hoặc thậm chí chết người. Ông Hernandez viết trong tuyên bố gửi Reuters, sự cố gần đây nhất diễn ra sau sự cố hải quân và không quân thiếu an toàn khác về phần quân đội Nga. Ông cho rằng những hành động như vậy có tiềm năng làm leo thang căng thẳng không cần thiết giữa các nước. Sự cố mới nhất được đề cập xảy ra hôm ngày 17 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga nói tàu khu trục Mỹ tiến gần một cách nguy hiểm tới một tàu Nga cho thấy Mỹ đã vi phạm các quy định về tránh đâm trên biển. Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói tàu Nga tiến hành hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp gần hai tàu chiến Mỹ. Hôm ngày 29 tháng 6, đại úy Hernandez nói rằng tàu Nga đã dừng tín hiệu quả bóng viên kim cương, quả bóng trên cột bơm khi cách tàu khu trục Mỹ USS Trevely có 2 dặm. Các tín hiệu hình học đơn giản này kết hợp lại được sử dụng để nói rằng khả năng cơ động của một con tàu bị hạn chế. Hernandez cho biết tàu Nga đã chuyển động tới gần tàu Mỹ, thay đổi hướng đi và tốc độ như tàu Mỹ đã làm, cho thấy tàu Nga không hề bị hạn chế khả năng cơ động và như vậy có nghĩa là tàu Nga cố ý thể hiện sai tín hiệu quốc tế. Theo ông, kết quả là tàu Mỹ tin rằng tàu Nga cố ý tìm cách can thiệp vào hoạt động của tàu sân bay Harry Truman hoạt động ở địa Trung Hải cách tàu khu trục Ravelli.